Xin chào, tôi là Nguyễn Văn Sơn, giảng viên Trung tâm Giáo dục Thể chất và Thể thao Đại học Quốc gia Hà Nội. Bên cạnh tôi là bạn Lâm và bên trái tôi là bạn Tấn, là sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội cùng đồng hành với tôi trong clip ngày hôm nay. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn và hướng dẫn cho các bạn về một số kỹ thuật cầu lông cơ bản. Buổi hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ thuật cầm vợt cầu lông. Có nhiều cách cầm vợt trong cầu lông, nhưng ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn đó là hai kỹ thuật cơ bản, đó là kỹ thuật cầm vợt bằng phải tay và kỹ thuật cầm vợt bằng trái tay. Kỹ thuật cầm vợt phải tay. Thứ nhất, chúng ta để vợt nằm ngang, tay trái cầm lấy cổ của cán vợt, tay phải ra xòe tự nhiên đặt trên mặt vợt. Tiếp theo, chúng ta kéo xuống dưới đến phần đuôi cán vợt. Lúc này, ngón tay trỏ và ngón tay cái chúng ta tạo thành một góc nhọn ở phần cuối cán vợt. Khi thực hiện, ba ngón còn lại chúng ta nắm ở phía sau. Ngón tay trỏ chúng ta dùng đốt giữa của ngón tay trỏ và ngón tay cái chúng ta tì vào một mặt to của cán vợt. Lúc này, khi thực hiện, ngón tay trỏ sẽ cao hơn ba ngón còn lại khoảng 1 cm. Tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn kỹ thuật cầm vợt trái tay. Cầm vợt trái tay về cơ bản là chúng ta cũng giống như là kỹ thuật phải tay, nhưng khi chúng ta sử dụng dùng cầm vợt trái tay là chúng ta sẽ sử dụng ngón tay cái tì vào một mặt to ở phía trong thân người của chúng ta, và ngón tay trỏ là chúng ta cũng dùng đốt giữa đối diện lại với ngón tay cái ở bên mặt to của cán vợt bên kia, và các ngón còn lại chúng ta nắm tự nhiên. Điểm tiếp xúc của đuôi cán vợt sẽ là chính phần tiếp của bàn tay và ngón út. Và sau đây tôi sẽ nói một số lỗi thường gặp đối với những người mới chơi cầu lông về cách cầm vợt. Thứ nhất, cầm vợt tay quá chặt. Thứ hai, cầm vợt quá cao ở phần trên. Thứ ba, cầm về chuôi quá nhiều. Thứ tư, ngón cái chúng ta tì vào cái sống vợt. Tiếp theo, tôi giới thiệu cho các bạn đó là kỹ thuật cầm cầu. Thì trong cầu lông có hai kỹ thuật cầm cơ bản nhất. Thứ nhất, chúng ta cầm vào cánh cầu. Chúng ta sử dụng ngón trỏ và ngón cái để cầm vào cánh cầu. Và độ sâu cầm là khoảng 1 đến 2 cm. Các ngón còn lại nắm tự nhiên. Cách thứ hai là chúng ta cầm vào đế quả cầu. Thì chúng ta cũng sử dụng ngón cái và ngón trỏ cầm vào hai bên má của đế quả cầu. Tiếp theo, tôi giới thiệu cho các bạn đó là kỹ thuật phát cầu. Thì trong tập luyện và thi đấu cầu lông có hai kỹ thuật cơ bản để chúng ta thực hiện. Đó là kỹ thuật phát cầu trái tay. Thứ hai là kỹ thuật phát cầu phải tay. Bây giờ tôi giới thiệu cho các bạn
kỹ thuật phát cầu trái tay. Kỹ thuật phát cầu trái tay sẽ gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là tư thế chuẩn bị. Tư thế chuẩn bị, chân cùng với tay cầm vợt là ở phía trước, chân sau cách chân trước là một bước chân. Lúc này trọng tâm chúng ta dồn về chân trước. Thứ hai, thân người chúng ta hướng về phía phát cầu. Tay cầm vợt, cẳng tay và cánh tay chúng ta tạo thành một góc khoảng 90 độ. Tay cầm vợt và mặt vợt có chiều hướng chúc xuống và ở phía sau quả cầu. Tiếp theo chúng ta sử dụng là kỹ thuật cầm cầu bằng cánh. Chúng ta đặt cầu ở phía 1/3 phía dưới đầu của vợt. Khi thực hiện phát cầu, chúng ta dùng lực của tay đưa đầu vợt về phía sau. Khi thực hiện, đồng thời thả cầu và chúng ta kéo vợt đưa về phía trước. Kết thúc động tác, khi phát cầu xong, chúng ta nhanh chóng trở về tư thế chuẩn bị để thực hiện những quả cầu tiếp theo. Bây giờ chúng ta hãy xem bạn Lâm thực hiện kỹ thuật phát cầu thấp gần trái tay. Mời bạn Lâm. Và bây giờ tôi giới thiệu cho các bạn và phân tích cho các bạn một số lỗi thường mắc mà những người mới tập chơi khi chúng ta thực hiện phát cầu trái tay. Thứ nhất, mặt vợt để quá úp. Khi chúng ta thực hiện phát cầu thì cầu sẽ đi vào lưới. Thứ hai, khi thực hiện phát cầu chúng ta để mặt vợt quá ngửa thì cầu sẽ đi bổng. Thứ ba, khi sử dụng kỹ thuật phát cầu trái tay, tay quá cứng. Tay cứng cũng dẫn đến phát cầu hỏng. Thứ tư, khi chúng ta thực hiện phát cầu, một trong hai chân rời khỏi mặt đất. Thứ năm, chúng ta dẫm vào bất cứ một cái vạch nào trên đường biên này là chúng ta cũng bị phạm luật. Tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn đó là kỹ thuật phát cầu phải tay. Kỹ thuật phát cầu phải tay cũng có 3 giai đoạn. Đó là giai đoạn thứ nhất, tư thế chuẩn bị. Giai đoạn thứ hai là thực hiện động tác. Giai đoạn thứ ba là kết thúc động tác. Thứ nhất, tôi đi vào phân tích ở giai đoạn thứ nhất, đó là tư thế chuẩn bị. Tư thế chuẩn bị ở kỹ thuật phát cầu phải tay, chúng ta đứng cách đường biên ngang, nghĩa đường giới hạn phát cầu gần khoảng 70 cm. Khi này chân sẽ đối với tay cầm vợt. Như tôi thuận tay phải thì chân trái ở phía trên và chân phải ở phía sau. Mũi chân hướng về phía phát cầu, chân sau cách chân trước khoảng một bàn chân và tạo gần như một góc vuông. Trọng tâm lúc này chúng ta dồn vào chân sau. Khi thực hiện đánh cầu, tay cầm vợt chúng ta đưa ra phía sau ở phía trên cao.
tay cầm cầu, chúng ta sử dụng kỹ thuật cầm cầu bằng đế ở phía trước, ngang với ngực và ngang với mũi giày trên. Khi thực hiện, chúng ta đưa vợt từ phía trên cao xuống dưới và ra trước. Điểm tiếp xúc cầu sẽ là ở phần mũi giày phía trước và ngang với gối. Khi thực hiện, trọng tâm chuyển đổi từ chân sau ra chân trước. Kết thúc động tác, chúng ta nhanh chóng về tư thế chuẩn bị để thực hiện những đường cầu tiếp theo. Mời các bạn hãy quan sát bạn Lâm thực hiện kỹ thuật giao cầu thuận tay, cao sâu. Xin mời bạn Lâm. Ở kỹ thuật phát cầu phải tay, người mới chơi cũng thường mắc một số những lỗi sau. Thứ nhất, lỗi về chân, chúng ta đứng ngược phát cầu. Thứ hai, mặt vợt khi chúng ta phát cầu, chúng ta quá ngửa thì cầu khi chúng ta phát đi bổng cũng không phát được xa. Thứ ba, mặt vợt chúng ta quá úp khi chúng ta thực hiện phát cầu thì cầu sẽ bị rút lưới. Thứ tư, khi chúng ta thực hiện phát cầu, tay chúng ta hoặc là vai chúng ta quá gò. Ngoài ra, một số các em mới chơi cũng thường mắc đó là lỗi dẫm vạch khi chúng ta thực hiện phát cầu, hai là lỗi mà chúng ta nhấc chân. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho các bạn một số kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông. Tôi hy vọng rằng qua clip này các bạn sẽ có tư liệu để chơi môn cầu lông tốt hơn. Xin hẹn các bạn vào video tiếp theo.